vì lại với iOS xúc tác mình có nguồn gốc từ đâu không? Chưa tìm hiểu đây. À, ok. Tao hiện tại hiện nay bạn không muốn đổi điện thoại mới, điện thoại của mình không? Biết nói ý mình là nâng cấp nó lên đó. Bạn đang xài iPhone đúng không? Bạn muốn có bạn không muốn nâng cấp nó lên không? Nâng cấp là nâng cấp gì? Có nghĩa là bạn đổi sang, bạn có ý định đổi sang iPhone 11 cái gì không? Ok. Thì đã cho nói. Dạ. Thì nếu như vậy, nếu như bạn muốn mua một cái điện thoại mới, thì bạn muốn giá thành nó trong khoảng nào? Giá thành của nó là khoảng nào? Điện thoại mới. Đúng rồi. Điện thoại mới. Ừ. Mười triệu là ok với bạn không? Rồi, cảm ơn bạn. Giả sử nếu như bạn muốn đổi một chiếc điện thoại mới hoặc là mua hẳn một chiếc điện thoại thì bạn mong muốn giá thành nó từ khoảng bao nhiêu và bạn mua nên bao nhiêu của nó? Khoảng từ 5 tới 8 triệu. Bạn có muốn góp ý gì cho cái dòng điện thoại của mình không? Bạn muốn tương lai sau này điện thoại bạn có những chức năng hơn không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Chào bạn, bạn sẽ dành thời gian cho mình. Tại vì đồng bằng có một cuộc khảo sát nhỏ nhỏ cho bài tập lớp trên lớp đó. Bây giờ mình cần ý kiến của bạn. Sẵn sàng chưa? Chỉ có 5 câu hỏi thôi. Mình sẵn sàng rồi. Ok, câu thứ 1. Giữa iOS và Android, bạn dùng bạn thích chọn này nhất? Android. Vậy hiện tại cái điện thoại bạn đang sử dụng là Samsung chứ bạn? Ok. Vậy bạn biết nguồn gốc xuất xứ của nó ở đâu? Ở Hàn Quốc. Ok. Vậy hiện nay dòng điện thoại Samsung, dòng điện thoại Samsung ấy, bạn biết dòng nào đang hot nhất? Giả sử nếu như bạn muốn mua một chiếc điện thoại mới, vậy bạn sẽ mua với giá thành khoảng bao nhiêu và mua ở đâu? Nếu mà muốn mua điện thoại thì mua điện thoại có khoảng 20 triệu. Mua ở Thế Giới Di Động chẳng hạn. Rồi, thật là đó. Ok. Vậy bạn có muốn góp ý kiến gì cho Samsung không? Bạn muốn sau này Samsung nó thêm chức năng gì hay nâng cấp nó lên? Thì em thấy vậy là quá đủ rồi, không cần phải nâng cấp gì nữa. Rồi, ok. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Ok, tại vì mình có một cuộc khảo sát nho nhỏ về chụp bài tập trên lớp á, cho nên là mình cần ý kiến của hai anh để sẵn sàng chụp. Chỉ có 5 câu hỏi thôi. Ok. Câu số 1 nha. Giữa iPhone và iOS, Android và iOS, hai anh thích dùng cái gì? Em thì em thấy mỗi thứ đều có một cái lợi ích riêng. Riêng thì iPhone á thì điện thoại chắc chắn cái hệ điều hành nó sẽ mượt hơn iOS thì mượt hơn Android rồi. Nhưng tuy nhiên thì Android thì nó sẽ tiện lợi hơn, cái bộ điều hành nó nhỏ hơn, nó dễ sử dụng, nó không có bị mật khẩu, không có gây nhắc gì một bộ nữa.
Vậy hai anh biết nguồn gốc xuất xứ của hai dòng điện thoại Samsung và iPhone? Samsung là của Hàn Quốc, còn iOS là của Mỹ. Vậy hai anh biết cái dòng Samsung là dòng iPhone thì là dòng nếu đa số thì Android nó hot hơn bởi vì giá nó rẻ, nó càng nhiều. Vậy thì chiếc điện thoại này nó hot nhất là cái đó gì? Thì iPhone 11. Giả sử nếu như hai anh muốn đổi một chiếc điện thoại mới, vậy hai anh sẽ mua với giá tầm khoảng bao nhiêu và mua ở đâu? Cái đó thì cũng phải tùy vào cái mức tiền của mình thôi mà. Như em thì sinh viên thì em chỉ cần iPhone 6 hoặc lên 7 thôi chứ không có hơn, tại vì tiền không nhiều. Như hư thì cũng không làm được. Còn mua thì chắc chắn là mua ở cái cửa hàng rồi. Vậy anh có muốn góp ý kiến gì cho bên Samsung và iPhone 6 mà anh muốn tương lai với không? Nên khách hàng rồi anh phát triển em mua khách hàng Android thì có thể là thêm vài cái mẫu mật tốt hơn một chút, và iOS thì chắc là phải nhiều mẫu mã hơn một chút nữa. Hai cái thời gian như anh biết là hai anh đang học gì?